Thưa quý vị, thời điểm trẻ mầm non của Đà Nẵng trở lại trường học trực tiếp cũng là lúc năm học 2021-2022 đã đi được hơn nửa chặng đường. Với trẻ 5 tuổi, nếu không có sự chủ động, nỗ lực từ nhà trường và giáo viên, trẻ khó có thể đạt yêu cầu của chuẩn 5 tuổi cũng như là kỹ năng cần thiết để vào lớp 1. Một tiết sinh hoạt dưới sân trường của học sinh 5 tuổi trường mầm non Ngọc Lan, quận Hải Châu. Từ những hoạt động ngoài trời, giáo viên lồng ghép dạy những kỹ năng cần thiết cho trẻ. Bên cạnh dạy học kiến thức, giúp trẻ cân bằng tâm lý, sau thời gian nghỉ học dài ngày vì dịch, nhà trường cũng tổ chức đưa trẻ đến trường tiểu học để trẻ từng bước làm quen với môi trường mới. Là con đi học rất là vui, thì cô dạy cho con qua các hoạt động có nhiều được điều bổ ích. Cô đã dẫn con đi thăm trường đi học và làm quen với bạn chỗ cái. Trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1 là giai đoạn chuyển tiếp hết sức quan trọng, phải thay đổi thói quen sinh hoạt để thích ứng với môi trường mới. Do thời gian học trực tiếp tại trường không chịu như mọi năm, các trường mầm non chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh giáo dục trẻ ở nhà, phù hợp với điều kiện gia đình. Thì nhà trường cũng vận dụng những cái điều kiện cũng như là cái phát huy cái năng động của giáo viên, tổ chức nhiều cái hoạt động cho trẻ 5 đến 6 tuổi. Và ví dụ như là cho các con đi tham quan trường tiểu học để các con biết được cái mô hình sắp tới các con sẽ vào trường tiểu học sẽ như thế nào. Rồi cho các con những cái hoạt động ra với bên ngoài để các con có cái sự tương tác với bạn bè, với cô giáo, tập cái tính kỷ luật, cái giao tiếp cũng như là cái môi trường bên ngoài để tập cái sự dạn dĩ, tự tin cho các con. Ở cả các trường công lập và ngoài công lập, việc chuẩn bị kỹ năng kiến thức cho trẻ 5 tuổi và lớp 1 đều được chú trọng. Giáo viên tập trung các nội dung, hoạt động trò chơi, làm quen với chữ cái, chữ số phù hợp, từng bước chuyển từ hoạt động chủ đạo là chơi sang học tập, từ đó giúp trẻ làm quen và dần điều chỉnh cách học tập để phù hợp với cách dạy của giáo viên và cách học ở trường tiểu học. Bên cạnh đó, những hoạt động ngoại khóa, học tiếng Anh cũng được các trường triển khai để giúp học sinh có được cả tâm thế lẫn tư thế tốt nhất cho năm học tới. Các cô cũng theo cái chương trình của Bộ Giáo dục thì các cô sẽ cho các bạn làm quen 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt cũng như là một số chữ cái ghép. Đối với bên làm quen với toán thì các cô sẽ cho các bạn làm quen với 10 nhận biết với 10 chữ số và đếm theo khả năng của trẻ. Ngoài ra thì các cô cũng sẽ tổ chức rất là nhiều hoạt động để trẻ có thể chuẩn bị cái tâm thế của mình. Đặc biệt là trong cái vấn đề về kiến thức của các bé thì nhà trường sẽ đưa ra các cái hoạt động về cho bé làm quen về chữ cái, học toán để nhằm giúp các bé có được cái kiến thức vững vàng. Cái thứ hai là về vấn chuẩn bị tâm lý thì nhà trường cũng tổ chức các cái hoạt động để trao đổi, truyền tải các cái tư tưởng cho phụ huynh để nhằm một phụ huynh ổn định trong cái vấn đề và hỗ trợ cho các bé trong cái vấn đề vào lớp 1 nhiều hơn. Và lớp 1 là một bước chuyển quan trọng, vì lẽ đó không chỉ nhà trường mà cả gia đình cũng cần có sự chuẩn bị về tâm lý, tâm thế cho trẻ. Do thời điểm học sinh trở lại trường mầm non cũng khá gần lúc kết thúc năm học, nên nhiều gia đình có con 5 tuổi gửi con trực tiếp đến các trung tâm, lớp học dự thính. Những trường hợp này càng cần sự đồng hành nhiều hơn của phụ huynh để trang bị cả kỹ năng cần thiết cho trẻ, chứ không nên chỉ chú trọng vào kiến thức.